Công ty cổ phần Nippon Sanso Việt Nam là công ty có vốn đầu tư Nhật Bản bởi tập đoàn Nippon Sanso Holding. Công ty chính thức đi vào hoạt động thương mại từ năm 1999, hoạt động trong ngành khí công nghiệp và khí y tế tại Việt Nam, cung cấp sản phẩm dưới nhiều hình thức đa dạng, từ cung cấp khí bằng chai, bình, cụm chai, bồn chứa hay bằng đường ống. Hiện tại, đơn vị có tổng cộng 8 nhà máy sản xuất khí các loại, trong đó có 6 nhà máy ở phía Nam. Dự kiến cuối năm nay, công ty sẽ có thêm nhà máy ở bán đảo Long Sơn, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu tính riêng khu vực lân cận thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp có 3 nhà máy sản xuất oxy lỏng với năng lực trung bình khoảng 274,3 tấn một ngày, dung tích chứa được là 4.000 tấn. Với thiết bị đang có, ngay trong thời điểm hiện nay, công ty có thể thi công, cung cấp được cho 9 điểm, 9 cơ sở điều trị, gồm cả bồn chứa oxy, giàn hóa hơi, bộ hiệu áp, bộ điều áp. Hiện doanh nghiệp đang cung cấp oxy cho Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang và một số đơn vị khác. Để tạo ra các loại khí, doanh nghiệp sử dụng các tháp tách không khí ASU cao từ 60m trở lên. Bên trong đó, một quá trình vật lý diễn ra để tách các thành phần của không khí được gọi là chỉnh lưu nhiệt độ thấp, cụ thể được hoạt động như sau: lọc, loại bỏ bụi và nén xuống khoảng 6-3. Tiếp đến, làm sạch bằng nước mát, sấy khô và bỏ hết CO2, làm mát đến dưới âm 175 độ C và hóa lỏng trong bộ trao đổi nhiệt chính, sau đó tách thành dạng khí hoặc lỏng cho các sản phẩm oxy và nitơ trong cột tách. Cuối cùng, các khí sẽ được lưu trữ ở dạng lỏng trong bồn. Trong trường hợp hiện tại dịch bệnh đang tăng cao và nhu cầu oxy càng tăng đang lớn, thì nhà máy có thể cung cấp với cái lượng bộ y tế đang yêu cầu. Ví dụ như là trong tính toán hiện tại lên tới 153 tấn trên ngày, thì bên công ty vẫn có thể cũng được. Bên công ty Nippon Sanso Việt Nam á, thế mạnh sản xuất lỏng và cung cấp ở dạng lỏng. Còn cái việc mà coi như là mình nạp ra chai khí á, cung cấp cho bệnh viện á, thì cái đó là không phải là thế mạnh. Cho nên là cái công suất mà nạp ra chai cũng như là cái số lượng chai tồn kho nó rất ít. Chính vì thế mà nếu mà có cái nhu cầu về cái việc chai á, công ty cũng có thể là việc cùng đối tác những cái đại lý. Ví dụ như ở Biên Hòa 2 này thì gồm có là Đăng Khánh, ở thành phố thì có một số đơn vị như Xuân Thống, v.v. Thì những cái đại lý đó người ta có số lượng chai rất là nhiều và như vậy thì cái việc mình cung cấp chai thì nó sẽ hợp lý hơn. Để vận hành tốt các việc sản xuất oxy, công ty đã bố trí nhân lực phù hợp, các lái xe phụ trách phân phối đến các cơ sở y tế trên địa bàn và các tỉnh thành lân cận luôn thường trực. Công nhân trực tiếp sản xuất, kỹ thuật cũng đảm bảo, tất cả cán bộ, công nhân viên đều được yêu cầu thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch, nhất là 5K, thực hiện 3 tại chỗ. Được biết, doanh nghiệp đã và đang tích cực tham gia cung ứng sản xuất oxy theo yêu cầu của Bộ Y tế, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời việc gia tăng năng suất tối đa sẽ giúp người lao động có thêm công ăn việc làm trong mùa dịch khó khăn này.